Xe hot 23 phần tư. Hyundai Santa FE giảm giá sốc, Honda e Blade 2020 có thêm đối thủ cực chất, Hyundai Santa FE giảm giá sốc, Honda e Blade 2020 có thêm đối thủ cực chất. Sedan Nissan động cơ tăng áp siêu tiết kiệm xăng. Đôi điều cần biết về Audi A3 Sedan 2021, Honda Civic Type R 2020 tuyệt đẹp giá ngon, là những tin chính hôm nay 23 tháng 4. Bảng giá xe. Hyundai Santa FE giảm giá sốc quyết đấu Toyota Fortuner, Mitsubishi Outlander 2020. Honda e Blade 2020 khóc thét với đối thủ cực chất, giá rẻ đến từ Suzuki, sedan Nissan động cơ tăng áp. Siêu tiết kiệm xăng, giá hơn 400 triệu, đen nẹt Honda City, Toyota Vios, Toyota Avanza cho Mitsubishi Spander, ngửi khói. Đôi điều cần biết về Audi A3 Sedan 2021, giá hơn 700 triệu hụt tiền chi tiêu, xếp đồng loạt giao bán ô tô giá rẻ. Mitsubishi Spander, Suzuki Ertiga sắp có đối thủ cực ngầu, giá rẻ từ Honda. Honda Civic Type R 2020 tuyệt đẹp, giá ngon, khiến Mazda 3 Kia Cerato lo sốt vó. BMW K X Series tại Việt Nam có thêm bộ 3X1, X5 và X6 với nhiều nâng cấp đáng giá, những mẫu xe quân sự mà thường dân có thể sở hữu. Honda Accord phiên bản thể thao giá mềm, đối đầu Toyota Camry hãy để lại bình luận của bạn nó sẽ giúp ích những người xem khác trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại